Mày nghe rõ không con? Dạ, con nghe đó. Lắp lắp cái loa. Ok. Rồi. Có Lê Thị Tuyết Mai hỏi bảo là anh có thể nói chuyện về hiệp ước Thành Đô, thấy mấy người đấu tranh dân chủ cứ kêu mãi. Cái hiệp ước Thành Đô ấy bảo là Việt Nam bán cho Trung Quốc, bán cho Tàu vào 1 tháng 1 năm 2021 à 20, Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc, Việt Nam sáp nhập trở thành một tỉnh của Trung Quốc ấy. Sao nghe tiếng là lặp lại ta? Rồi bác cứ chia sẻ đi, cháu nói ít. Cái chia sẻ gì, cái hiệp ước Thành Đô này nó đâu có thiệt đâu mà chia sẻ, toàn là tụi nó dựng chuyện, tụi nó láo xạo. Cái mật ước Thành Đô này hình như là nó có thật, nó có, nhưng mà cái này là đâu phải là dính líu gì cái chuyện đất đai Việt Nam đâu, nhưng mà tại nó muốn bóp méo, phải không? Bàn về vấn đề chiến tranh thời cái lúc mà 1970 cái chiến tranh Tây gì đó của miền Bắc với Trung Quốc đó, ra ngồi lại để mà bàn vấn đề Campuchia với lại kia thôi, chứ đâu có dính líu gì tới cái kia đâu. Nhưng mà tụi này nó bóp méo thôi, không 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 có bàn cái chuyện nữa, bởi vì cái chuyện nó qua, nó quá khứ rồi. Sao nó nghe lặp lại con ơi? Nên cháu mời bác xuống rồi là cháu mời bác lại lên lại nhé. Rồi, Được ạ. ok. Rồi. Ngồi phát lên luôn thì mới khỏe. Giờ nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi bác. Ok, giờ nó hết lặp rồi đó. À, thì không có, bác từ xưa giờ nói chung là bác lên trên cái mạng này thì bởi vì bác không muốn đất nước mình nó xảy ra một cái cuộc chiến tranh như ngày xưa nữa, cách đây khoảng nửa thế kỷ, tất nhiên thế thôi. Chứ ngoài ra nó mày nói mày mày cũng biết bác rồi, bác không biết về cái thể chế của Việt Nam mình là thể chế cộng sản như thế nào hết. Bác chỉ mong bước là đơn giản nhất là bác muốn là cái người Việt Nam mình là hòa bình thôi, ngoài ra không có cần quan trọng gì chuyện kia. Nhưng ngược lại cái càng ngày nó càng lại lố bịch và nó cần làm cho tao phải đi theo hoài. Thế tao tao cũng muốn lên đâu nói chuyện tụi bay hoài đâu, chủ yếu là lên để là giải trí thôi. Nhưng mà thực chất là mình không muốn cái mình nước nước mình nó đã từng trải qua những cuộc chiến tranh khủng khiếp và thì mình không còn muốn là như vậy nữa thôi, chứ thực chất vậy. Và càng ngày á, mà những người mà lại chống phá Việt Nam mình nó không có cơ sở gì đâu con. Có nhiều cái tao hỏi đi hỏi mãi hỏi hoài mà tụi nó đâu có trả lời được gì đâu, nó đơn giản lắm mà tụi nó không hiểu gì hết trơn, mà khổ khổ nổi nó không hiểu được chiến tranh là gì cả. Cho nên nhiều khi mình nói mình cũng bất bực. Và những cái người mà theo tao tìm hiểu thì những cái người mà nói chung là những người mà dân chủ cụi hay gì, những người mà chưa kịp bắt đã trốn rồi, nó trốn qua bên Thái Lan hoặc Campuchia bển ở bển. Và có nhiều người hôm trước có một thằng nào đăng lên là tụi nó cũng phải đi bươi đống rác, bươi rác để mà kiếm sống để ăn, tại bữa tiền trợ cấp của tụi mà cái gì đó, cái tụi gì mà để cung cấp cho từ lương thực cho nó không có vì không đói. Thí dụ như mấy tháng trời có 100 200 đô làm sao mà sống, vì chỗ đó hình ra nó đã từng bơi rác ra ăn mà. Cái gì đó hình như là mày biết rồi mà phải không, có chưa Dương Vy? Rồi Vâng. có nghĩa là người Việt Nam, chính phủ Việt Nam chưa kịp bắt là đã trốn đi rồi đó, rốn rồi. Thì bây giờ nó mang cái hậu quả là đi ra bạn, nó càng mang cái hậu quả mà nó chống phá thì nó càng khổ, mà nó càng khổ thì nó càng tức, mà nó càng tức thì nó càng chửi thôi. Cái chuyện đó nó cũng bình thường dám có gì, mà nó nói sai tất tần tật, nó sai nói tất tần tật về đề lịch sử Việt Nam, từ giáo dục về đề quân sự kinh tế, nói sai bét hết. Lúc nào ở đó giống như thằng nào không biết, mà nãy lên ngồi trong bóng tối, nó ngồi nó sủa mà nó không biết gì trên trời. Trong khi đó tất cả mọi người dân đều hưởng an sinh xã hội Việt Nam mình. Nói một cách nôm na là bà già vợ tao bên đây gần 80 tuổi rồi, thì một tháng bà lãnh được nhiêu ta, bà lãnh được tiền già, tiền trợ cấp á, tiền mất một tiền trợ cấp á, tiền người cao tuổi á, thì hình như được 500 600 gì đó, tao không biết 500 600 ngàn gì đó không biết, nhưng mà đã có.
rồi bảo hiểm y tế cũng có của nhà nước luôn, rồi những cái vùng sâu vùng xa là có những bảo hiểm y tế không 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 có bỏ một tiền ra mua, nhưng mà coi như là nhà nước cho 100% miễn phí đó. Rồi nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tôi rất là tốt, nhưng mà tụi này nó sủa bừa không bệnh. Nhiều khi mình cãi không lẽ mình cứ nói hoài ngày nào cũng nói chuyện đó, cái thằng Linh nó chọt quá lét giống như cái thằng Thô An, thằng Thượng Quỷ nó nói đúng rồi đó, nó ngồi nó chọt lên cái thì mình nói mà nó hoài đủ, giống như bị sủa theo kiểu giống mấy cái xét thì không cần không không không, không có không có không có đúng, nó chọc mình thôi, cái thực chất nó hiểu hết. Và những cái thằng này nó đã lỡ sa cơ rồi, nó lỡ dướng chân giờ rồi, giờ ngồi trong góc không biết làm gì, bây giờ xô cái mặt ra hoặc là xô chỗ nó ngồi nó ở thì máy tranh chấp đất đụng quá nó đâu có nhục, nó đâu có chịu nổi, thì ra nó giấu mặt thôi, chuyện bình thường. Thì nhắc đi nhắc lại giờ tao có chủ trương rồi, tao bây giờ thằng nào muốn lên nói chuyện rồi thì tao nhắc lại lịch sử, mà tao nhắc lại những cái bi thương của đất nước mình như ngày xưa để cho tụi bay hiểu. Những cái đứa mà không biết bác là thôi, bác chỉ có chủ trương vậy thôi. Ở đây là một cái thước phim hình như mày đã coi rồi, và mà đã coi rồi để cho tụi bay coi lại để chứng tỏ là ngày xưa nó như thế nào. Đó là một người du kích quân ở Việt Nam mình, còn bên kia lính Mỹ. Nó có coi rõ không? Đó. Phải lấy lệ đầm. Xong. Đó là chiến tranh Việt Nam. Thì đây là một bức hình của một người lính Mỹ chĩa xuống vào một em bé Việt Nam. Trong cái bức hình này là ngày 29 tháng 9 năm 1966 ở tại Bồng Sơn, Việt Nam. Lính Mỹ đã cầm khẩu súng và sẵn sàng nhả đạn. Một phóng viên tiếng Việt cho lính sư đoàn không kỵ binh số 1 hỏi một phụ nữ trẻ trong một đợt tìm kiếm đối phương ở các đồng bằng trong làng, trong khu vực họ lấy rất được ít thông tin liên quan đến lực lượng đối phương. Cái này đi vô nhà người dân hỏi thăm để mà đi truy tìm những người bị cộng, đại khái vậy. Mà thấy ra một cô gái này khoảng chừng 13 14 tuổi thôi, cỡ đó. Đó, nhiều lắm con, nhiều cái chuyện đây tôi cho coi những cái mà mày thấy không, lính Mỹ và người phụ nữ Việt Nam họ đánh đập tàn nhẫn, thấy chưa, đó là tội ác của lính Mỹ. Mày thấy trên đường chạy tận chạy nạn người già và em bé đang bị chết thê thảm không? Đây thảm sát Vĩ Lan nè, 500 người tàn sát từ người phụ nữ trẻ em rải dài khắp ra cả ruộng đồng. Mình nói như vậy để cho nói như vậy là nói như vậy để các con hiểu là cái sự mà có một cái bàn tay nước ngoài và Việt Nam mình thấy nó có cái sự gọi như là khủng khiếp chưa, cái sự bất ổn chính trị nó đeo đẳng mình, và cái điều đó là một cái chứng nhân, nó là một cái sự chứng nhân chưa. Còn sư đoàn Bảnh Hổ của Đại Hàn cũng của trầm trong cái phế độ miền Nam, nó còn khủng khiếp hơn nữa. Bác ơi, cháu cảm ơn bác hết giờ. Rồi ok con, Hẹn là bác tối mai nhé. rồi ok con, rồi À, tối mai cháu sẽ làm cái đề tài về chiến tranh. thì rõ Bác ràng chuẩn bị chiến tranh lúc nào cũng tàn khốc mà, cho nên đó ta. mình không muốn lặp lại cái điều đó, hiểu Vâng. không? Ok Vâng. thôi được rồi, cho bác xuống rồi ok Này, con. nhiều anh chị em khác sẽ nói về cái đề tài chiến tranh. Cảm ơn bác.